Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra độ charge pin của điện thoại Samsung. Cái việc làm này sẽ rất là hữu ích khi mà các bạn có dự định mua một chiếc điện thoại Samsung cũ, hoặc là các bạn sẽ biết được cái pin điện thoại của mình sắp phải thay hay chưa. Các bạn có thể làm theo cái hướng dẫn ngay sau đây của mình để kiểm tra được độ charge của pin. Cách đầu tiên thì các bạn có thể kiểm tra bằng mã lệnh. Các bạn sẽ bấm cái mã lệnh sao thăng 4636 thăng sao và nhấn phím gọi. Lúc này thì một danh sách thông tin sẽ hiện ra ngay lập tức. Tại đây thì bạn chọn Battery Information, chính là cái thông tin của pin. Cái mã này thì có thể không hoạt động trên tất cả các máy của Samsung. Do đó nếu mà cách này không thành công thì các bạn có thể thử cách thứ hai. Các bạn sẽ kiểm tra pin trực tiếp luôn. Các bạn sẽ tháo pin của điện thoại ra. Nếu mà nhìn thấy pin bị phồng, lồi lõm, bất thường, không chỉ viên pin của bạn bị chai mà còn có khả năng là gây cháy nổ rất là nguy hiểm. Khi đó thì các bạn cần phải thay một viên pin mới. Tuy nhiên thì những cái thao tác tháo pin của điện thoại Samsung các bạn cần phải thao tác là cẩn thận để tránh làm ảnh hưởng đến phần vỏ điện thoại Samsung. Đối với những cái điện thoại Samsung khó thì các bạn có thể mang ra quán để kiểm tra. Các bạn hãy chú ý đến thời gian sạc pin để kiểm soát được độ charge pin của máy. Ví dụ như thời gian sạc pin nó lâu quá, nó kéo dài hoặc là nó bị rút ngắn lại. Bình thường thì một chiếc máy bình thường nó sạc trong khoảng gần 1 tiếng thì mới đầy pin. Tuy nhiên thì hôm nay mình sạc có 20-30 phút đã đầy rồi, hoặc là mình sạc lại 2 tiếng vẫn chưa đầy, thì có thể là pin của bạn đã có một vấn đề nào đó, đã bị một vấn đề nào đó mà các bạn cần kiểm tra hoặc là thay pin. Ngoài ra nếu mà việc này diễn ra thì các bạn cũng có thể kiểm tra lại cái cục sạc của mình xem có vấn đề gì không. Cách cuối cùng là các bạn có thể sử dụng cái phần mềm để kiểm tra độ charge của pin. Có rất là nhiều phần mềm hỗ trợ hệ điều hành Android mà các bạn có thể tìm kiếm ở CH Play. Các bạn có thể thử Battery Doctor, tải cái ứng dụng này về máy và kiểm tra các cái thông số ở trên ứng dụng. Cách này thì khá tiện lợi và hữu ích nên thường được nhiều tín đồ công nghệ áp dụng. Thì vừa rồi là những cái cách mà mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể kiểm tra độ charge của pin. Các bạn có thể thử cách cuối cùng để kiểm tra cái độ charge của pin, nó rất là dễ dàng, không có gì phức tạp cầu kỳ cả. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.